Thời gian gần đây, nhiều vụ tai nạn lao động nghiêm trọng liên tiếp xảy ra trên cả nước khiến cho dư luận bàng hoàng. Trước thực trạng đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương chấn chỉnh tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động. Tuy nhiên, trên thực tế, rất nhiều đơn vị vẫn tỏ ra thờ ơ, phớt lờ các quy định về an toàn vệ sinh lao động, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao. Ghi nhận của phóng viên VTC tại Hà Tĩnh. Đây là những hình ảnh được ghi lại tại dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 8A qua địa bàn huyện Hương Sơn. Làm việc ở độ cao hàng chục mét, nhưng các công nhân lại không đeo dây an toàn, bảo hộ lao động theo đúng quy định. Hiểm họa luôn rình rập, nhưng tất cả đều tìm lý do để biện minh. Họ vừa mới léo lên thì họ mới cởi ra đấy. Còn bảo hộ lao động sao ạ? Bảo lao động thì cũng cơ bản đấy, vì đấy thời tiết nó mưa gió nhiều quá, mọi thứ đi lao động đấy, nó ướt, nó chưa thái được đấy. Dạ, cái này chỉ có xả thì đấy, bọn em biết xả đó đấy, có dây an toàn đâu, nhưng mà chưa kịp đeo vào thì đó là lỗi của em. Còn đây là công ty cổ phần xây dựng và xuất nhập khẩu An Hồng ở huyện Nghi Xuân. Cả nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông, ngổn ngang gỗ, phủ kín bụi, làm việc trực tiếp tại các loại máy cưa, máy cắt, nhưng công nhân lại không trang bị đầy đủ bảo hộ lao động. Đặc biệt, lò hơi của đơn vị này đã xuống cấp nghiêm trọng, vỏ lò hoen rỉ, mục nát, tiềm ẩn nguy cơ phát nổ. Cái đó là thuộc phần vỏ ngoài để bọc cái lớp bóng chịu nhiệt. Cho nên là cái này thì hoàn toàn trong tầm tay của công ty thì bọc lại trong vòng thời gian ngắn nhất đấy. Tình trạng mất an toàn lao động diễn ra tràn lan, rất nhiều doanh nghiệp chỉ chạy theo lợi nhuận mà không quan tâm đến an toàn lao động. Người sử dụng lao động không huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động, vi phạm quy chuẩn kỹ thuật an toàn, thiếu kiểm tra, giám sát. Người lao động còn chủ quan, thiếu ý thức phòng ngừa tai nạn lao động, vi phạm quy trình làm việc an toàn. Thực tế thì cũng có nhiều doanh nghiệp nên chúng tôi đã phải có cái công văn khiển trách và yêu cầu thực hiện nghiêm túc cái việc trang bị các cái trang thiết bị cho người lao động đảm bảo cái yêu cầu an toàn vệ sinh lao động. Thống kê từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh, tính từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 69 vụ tai nạn lao động, khiến 31 người bị thương và 50 người tử vong. Mới đây nhất là ngày 6 tháng 5 năm 2024, tại dự án thi công đường dây 500 kV tại phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, sạt lở đất đã làm 3 người chết, 4 người bị thương. Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là nguyên nhân gây ra các gánh nặng bệnh tật và y tế. Tỷ lệ người trẻ sử dụng các sản phẩm này đang tăng nhanh báo động. Thông tin trên mới được Bộ trưởng Bộ Y tế phối hợp đưa ra tại lễ meeting hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 với thông điệp bảo vệ trẻ em trước những tác động của ngành công nghiệp thuốc lá. Cụ thể, theo bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế, tổng kết 10 năm thi hành luật phòng chống tác hại thuốc lá cho thấy tỷ lệ sử dụng thuốc lá điếu thông thường trong nam giới trưởng thành giảm từ 47,4% năm 2010 xuống còn 38,9% năm 2023. Tỷ lệ hút thuốc ở thanh thiếu niên cũng đã giảm, trong đó ở nhóm 13-17 tuổi đã giảm từ 5,36% năm 2013 xuống còn 2,78% năm 2019. Ở nhóm 13-15 tuổi giảm từ 2,5% xuống còn 1,9%. Đồng thời, tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc thụ động cũng giảm đáng kể ở cả các hộ gia đình, nơi công cộng và nơi làm việc. Tuy nhiên, những thành tựu này có nguy cơ bị phá bỏ bởi việc gia tăng nhanh chóng tỷ lệ sử dụng thuốc lá mới, chủ yếu là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, đặc biệt là trong giới trẻ. Ở nhóm 13-15 tuổi, tỷ lệ đã tăng gấp đôi từ 3,5% năm 2022 lên 8% năm 2023. Nhân dịp lễ meeting, lãnh đạo Bộ Y tế kêu gọi các cơ quan đoàn thể và mọi người dân vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng hãy tiếp tục có những hành động thiết thực, xây dựng môi trường không khói thuốc, thực thi nghiêm luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Trong 2 ngày, ngày 25 và ngày 26 tháng 5, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam đã tổ chức chương trình Lễ hội Du lịch Hàn Quốc Korea Travel Festa 2024 tại Hà Nội với quy mô lớn nhất từ trước cho tới nay tại Việt Nam với rất nhiều những hoạt động đặc sắc. Vâng, hơn 40 gian hàng của nhiều đơn vị đến từ Việt Nam và Hàn Quốc, cùng với đó là sân khấu ca nhạc quy tụ nhiều ca sĩ từ Hàn Quốc và Việt Nam đã mang đến 2 ngày cuối tuần nhiều sự kiện văn hóa đặc sắc và trở thành nơi vui chơi của nhiều khán giả thủ đô. Theo Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, nổi bật trong các gian hàng tại Korea Travel Festa 2024 chính là gian hàng nghệ thuật đa phương tiện,
gian hàng trải nghiệm phim truyền hình Hàn Quốc K-drama, gian hàng trải nghiệm âm nhạc Hàn Quốc K-pop. Ngoài ra, điểm nhấn của các hoạt động nghệ thuật trong lễ hội là những ngôi sao hàng đầu từ K-pop và V-pop cùng hội tụ và đem đến sân khấu hoành tráng cho khán giả. Trước đó, tối ngày 24 tháng 5, chương trình Đêm Du lịch Hàn Quốc 2024 Korea Tourism Night 2024 trong khuôn khổ lễ hội tại Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội. Từ đó, liên kết giữa các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành của hai quốc gia tạo cơ hội phát triển thêm nhiều sản phẩm du lịch mới. Năm 2023, Hàn Quốc đã đón 420.000 lượt khách du lịch Việt Nam ghé thăm. Chiều ngược lại, có đến 3,6 triệu người Hàn Quốc lựa chọn Việt Nam là điểm đến cho chuyến du lịch của mình. Hiện tại, Hàn Quốc vẫn đang là thị trường quốc tế lớn nhất đối với Việt Nam và ngược lại, Việt Nam cũng là thị trường khách quốc tế lớn thứ 5 đối với Hàn Quốc. Thưa quý vị, mới đây Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đưa ra định hướng và đề nghị các địa phương triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa với chủ đề Người Việt đi du lịch Việt, Việt Nam tôi yêu. Hưởng ứng kích cầu du lịch nội địa tại Khánh Hòa, nhiều sản phẩm du lịch nội địa được làm mới với giá cả hấp dẫn. Nhiều tour du lịch được mở rộng khai thác đa dạng, đem lại nhiều sự lựa chọn cho du khách. Từ đó tạo đà phát triển thu hút người Việt Nam đi du lịch Việt Nam. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các điểm đến trong và ngoài khu vực, khu du lịch này đã không ngừng nỗ lực làm mới, tạo mới các sản phẩm du lịch nhằm thu hút du khách. Bên cạnh sự chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, cảnh quan thiên nhiên của khu du lịch cũng được cải tạo, khang trang đem lại nhiều trải nghiệm cho du khách. Cái mùa hè năm nay thì khu du lịch có đưa ra các gói cái dịch vụ ưu đãi với cái mức giá rất là hấp dẫn dành cho các đối tượng là học sinh, sinh viên nhằm tạo cho các em những cái sân chơi team building. Bên cạnh đó thì khu du lịch còn có những cái gói tích hợp dịch vụ. Hiện tại là đã cho cải tạo tất cả các mái che ở khu vực hồ bơi nè nhằm tạo cho du khách cái cảm giác thư giãn trong cái mùa hè nắng nóng như thế này. Thúc đẩy người Việt đi du lịch Việt hiện nay, các công ty lữ hành tại Khánh Hòa đã đưa ra các sản phẩm mới phù hợp với thị trường. Nếu trước kia thu hút khách du lịch bằng tour giá, nhiều đơn vị lữ hành đầu tư thu hút khách bằng chất lượng tour, tạo sản phẩm mới lạ, khác biệt hoặc đưa ra các sản phẩm cao cấp để đón được lượng khách có điều kiện tài chính. Thị trường khách ở miền Bắc cũng đã có khởi điểm khởi sắc và khách từ khu vực phía Nam thì cũng như có được cái cú hích từ cái đường cao tốc nên nó là rất là phong phú đa dạng khách từ phía Nam ra. Thì cũng cố gắng là xây dựng cái sản phẩm tốt nhất là xây dựng những cái combo. Những cái combo như nền bán là phòng và kèm theo dịch vụ. Mùa du lịch hè năm nay liên tiếp các sự kiện văn hóa lễ hội đặc sắc như Liên hoan du lịch biển 2024, lễ hội Vịnh Ánh Sáng sẽ được tổ chức công phu hoành tráng, hứa hẹn sẽ giúp du lịch nội địa, đặc biệt là tại Khánh Hòa phát triển mạnh mẽ. Năm 2024, toàn tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu thu hút khoảng 6 triệu lượt khách nội địa, chỉ riêng 4 tháng đầu năm, tỉnh Khánh Hòa đã đón 1,4 triệu du khách nội địa, tăng 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Cái việc mà đa dạng hóa sản phẩm du lịch để làm sao đó nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ khách du lịch nội địa. Khi đến với Khánh Hòa không chỉ là đi biển đảo, đi các khu sinh thái, khu du lịch núi rừng, rồi các cái sản phẩm làng nghề, bánh tráng, rồi làng nghề đúc đồng, rồi các cái làng nghề trầm hương vân vân, thì các cái sản phẩm trọn gói này của họ thì đã tạo ra được nhiều cái gói sản phẩm để du khách có thể trải nghiệm ở Nha Trang Khánh Hòa trong các thời gian đến đây. Để tăng sức cạnh tranh cho du lịch nội địa trong giai đoạn này, ngành du lịch tỉnh đối với các tỉnh thành trong khu vực nâng cao sức hấp dẫn của du lịch biển. Với sự tích cực chuẩn bị các điều kiện, chương trình kích cầu du lịch nội địa hứa hẹn sẽ thu hút du khách, góp phần cùng với cả nước khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương trong mỗi người Việt bằng những chuyến du lịch Việt.